tôi cũng phải là người Sài Gòn. Mà Sài Gòn thì dễ lắm, không cần bạn sinh ra ở đây, cũng không cần bạn lớn lên ở đây, chỉ cần bạn sống ở đây, làm việc ở đây thì bạn sẽ được gọi là người Sài Gòn. Và Sài Gòn đã cho tôi một dung mạo hơi ưu tú, hào hoa, phong nhã, lung linh, đẳng cấp, ấn tượng xuất chúng và đức độ. Đó, tôi đó, ngon chưa? Đầu tiên, năm thứ nhất tôi sẽ mở ra một tiệm kem. Và sau đó, năm thứ hai là 6 tiệm kem. Qua năm thứ ba chúng ta sẽ có 9 tiệm kem. Các bạn ở trên lầu nghe rõ không ạ? Là 9 tiệm kem, sau khi có 9 tiệm kem tôi sẽ đẩy sang 16 quận huyện. Sau 16 quận huyện đó là Bắc Trung Nam, sau Bắc Trung Nam là toàn cầu. Và sau khi chúng ta thống lĩnh toàn cầu, lúc đó chúng ta sẽ tha hồ đếm cổ phiếu. Và bây giờ đã hết thời gian tôi nói, không biết các cổ đông có ý kiến gì không ạ? Cho bao nhiêu con cây cam? Nấu từ sáng giờ mua con cây. Anh Đạt Dễ không có ở đây. Ôi xạo quá, bán em 10 cái kem đi. Vậy mà cũng nhận ra nữa, hay thật á. Trâm. Trâm ơi. 20. Mấy người làm gì vậy? Em không có tiền đền cho anh đâu. Em có tấm thân này nè, anh lấy không? Anh Đạt Dễ. Giữ xài đi. Anh Đạt Dễ, đi chơi với em đi. Không, thời gian của anh quý báu lắm. Wow, chơi lớn vậy? Sao bếp cắm nào cũng cắm vô ổ điện mà anh còn chưa chịu cắm vô em nữa? Đời anh ghét nhất gái thăm mình. Cái gì vậy? Anh Hạt Gia, em có quà cho anh Hạt Gia. Bữa nay đâu phải sinh nhật tôi đâu. Với em thì ngày nào cũng là sinh nhật của anh Hạt Gia. Em tặng anh cái sofa để tối anh khỏi gặp ma nha. Cô mới là con ma của cuộc đời tôi đó, đồ con ma muỗng. Anh Hạt Gia, bê vô tôi. Mày có lấy cái ghế sofa ở nhà đi đâu không? Người ta thường nói Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa và nắng. Nhưng đối với tôi, Sài Gòn còn có những mùa ganh tị, mùa khao khát, mùa danh vọng, mùa quyền lực, mùa... À, mà nhắc đến quyền lực thì không thể nào không nhắc tới một tập đoàn nổi tiếng nhất Sài Gòn. Đó chính là tập đoàn kem Hương Thị. Và người đứng đầu chính là bà Hương, chủ tịch tập đoàn kem Hương Thị. Đó, nhìn cái mặt của bà đi, chỉ có một từ để diễn tả thôi: độc tài. Trời cao hãy nhìn xem, Hương Thị đầy nhất kem, chính xác nằm vườn rộng ra, chẳng còn ai là gì dòng kem Hương Thị. Ông tôi, cha tôi, tới tôi, sang con tôi rồi lại cháu tôi, nhất thị trường là tôi, bao năm nay không ai vượt qua Hương Thị tôi. Tốt kỳ ồ nghe tin đâu ở Việt Nam hút, có con hương truyền và có chế cà rem hút, khắp năm châu đề mày khi nếm mùi kem hút, muốn ăn kem, muốn ăn kem, muốn ăn kem gặp Hương. Hương Thị ra đời năm Hương 17 tuổi, nhỏ con như ý chí không ai mà đỡ nổi, một mình nuôi con gái khi vừa thoát ế, 20 năm sau xây dựng lên một đế chế. Tại sao cổ phiếu
phiếu tuột 30%. Dạ, tại vì hãng kem Nico hôm nay khai trương chuỗi cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam, cho nên là cổ phiếu của mình bị tuột 3% rồi. Xe. Dạ, 5 phút. 5 phút. Điện thoại đâu rồi? Alo, shop kem anh Thạc Dễ xin nghe. Cái gì? Shop kem hả? Dạ. Giờ chị lên Facebook, chị vô fanpage, chị inbox cho em. Chứ em không làm việc qua điện thoại. Dạ, cảm ơn chị. Tần 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 tần. Điện thoại không có mạng má ơi. Alo chị. Quên, không có mạng. Dạ em đang quận nhất. Ship qua quận 11 hả? Tới liền. Ghét nhất là ăn kem của hãng khác. Ai không có nhiệm vụ ra ngoài? Giỡn mặt hả? Tôi muốn trong vòng 48 tiếng đồng hồ có một loại kem mới. Sản xuất hàng loạt. Không biết là với 20 triệu USD chị có đồng ý cho em nhượng quyền thương hiệu không chị? Cậu có thích phụ nữ có tuổi không? Em thích lắm. 30 triệu. Dạ được luôn, được luôn. Cậu có thích con nít không? Dạ không, ghét con nít lắm. 40 triệu. Dạ cũng được luôn chị.
Cậu thích cây kiển không? Dạ em thích lắm, em thích lắm, thích tỉa cây lắm chị. Tôi ghét cây kiển. Em ghét cây cảnh lắm chị. Dạ. Riêng cây đó order bên Ý rất thích. Cậu thích uống trà không? Dạ, dạ, em thích, em thích. Tôi ghét trà. Ủa chứ chị đang uống gì vậy? Nước tăng lực. Nước tăng lực rồi sao có khói? Tôi thích hâm nên uống được không? Khóc à? Không. Chọt vô tay sao không khóc? Dạ khóc. Chứ cậu có cái gì? Dạ. Đem đống đồ dục cho chị. Sao vậy chị? Nãy giờ có câu nào chị đồng ý không? Đi đâu bụng mày? Anh ơi, giao kem anh ơi. Mặc dễ. Trời nóng quá, kem nó chảy á. Sao bỏ vô thùng kem? Thùng kem là tôi bán tại chỗ. Ship kem tôi phải bỏ vô bọc tôi ship. Đồ khùng. Cái đồ bùm hàng. Ê, ê. Lần sau không có vậy nữa nha. Xem bóc phốt. Chuyện gì? Ủa con gái con đi học về rồi hả? Dạ. Con kiếm gì vậy? Con kiếm cây kẹp mất rồi. Ủa chỗ sao không nói mẹ, sao không báo tôi? Kiếm kiếm kẹp hả? Con rớt kẹp hả con? Rớt ở đâu? Con... Rớt rồi mày kiếm nè. Đâu chỗ nào? Rớt chỗ nào? Ê đây nè, đây nè, đây nè. Phải kẹp theo, phải kẹp theo. Phải kẹp con không? Không. Ồ, phải kẹp của con à? Trời, mới qua của con mà đang phải của con rồi. Phải kẹp của mẹ, của mẹ, của mẹ. Con tao đi học đề rồi, không điện tao mẹ. Con tao nọ, tao nó mà mặc âm từng, nó từng má. Tao không điện tao mẹ, muốn cái này, muốn cái này. Mẹ kỳ quá à. Con nói bao nhiêu lần rồi mẹ không hiểu con gì hết trơn á. Mẹ hiểu mà, tao muốn cái này. Con nói là con thích đồ trắng mà. Có, mày có mua đồ trắng mà nó ra phụ chị đi nè. Trời sao mấy đứa người làm nó không soạn cho con nhỏ thiệt tình. Nên nè con ơi, trắng này được không? Trắng được không? Trắng quá. Trắng quá con cưng, chọn soạn để đây nè. Ê cái này không có trắng quá nè. Trắng lắm. Trắng lắm. Cái này được hả cưng hả? Cái màu này được nè, cái màu được nè. Mà con trắng thế. Đây nè, bây giờ trắng thường, trắng. Ê cái này trắng thường đẹp nè. Nè con, mẹ mua cái này cho con nè, mẹ mua đồ hiệu. Em giúp chị một tay cho con, chị nó vui đi cưng. Làm cho con vui nè. Giúp chị đi chị đòi ơn cưng. Trời đất ơi, trắng lắm thế quá luôn, cái gì mẹ cũng có, chịu không? Chịu ha. Không thích. Thích đi mẹ mua mà, mẹ mua cho con là bây giờ con muốn cái gì con nói mẹ mua cho con cái đó. Bây giờ con nói cái con muốn mẹ mua cho con nha. Mua hết, mẹ có tiền mà. Nhà lầu, xe hơi, hay là giờ đi du lịch nè. Đi du lịch ha, giờ đi với ai ta? Cơ quan có ai rảnh không? Hay là con đi với bạn? Hay đi first class luôn ngồi nằm thả dài. Thôi mà, con nói là con không thích mấy thứ đó mà. Chứ giờ con muốn gì nói mẹ nè. Muốn gì nói mẹ. Mẹ chiều hết. Bây giờ con chỉ cái con muốn. Chỉ? Cho con nha. Mẹ mua liền nha chưa? Mua liền. Ngày mai may cho 20 cái. Mỗi cái một màu. Chứ gì nè? Con muốn mua thời gian của mẹ.
quên. Xin lỗi. Xin lỗi con gái, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Xin lỗi, mẹ xin lỗi. Dẹp hết tất cả các cuộc họp ngày hôm nay, tôi muốn ăn cơm với con gái tôi. Chị để tôi. Con gái là ăn cơm ít đúng không? Dạ mẹ. Chị à? Không thấy tôi ăn cơm với con tôi à? Mẹ lại đi nữa hả? Mẹ xin lỗi không? Hai đồng hợp gấp. Bên cục vệ sinh an toàn thực phẩm phát hiện ra trong hàm lượng kem của chúng ta có chứa chất bảo quản quá mức quy định. Thực phẩm nào mà không có chất bảo quản? Vấn đề là họ đã gửi công văn xuống để niêm phong toàn bộ số hàng của chúng ta. Quy trình khép kín, công thức được bảo mật. Không lẽ ý của chị là... Ý chị là trong công ty có người cố tình thay đổi hàm lượng chất bảo quản. Chị ơi, không chỉ lô hàng của mình không đâu mà tất cả cửa hàng của mình đều bị niêm phong luôn đó chị. Mày đóng tiền mặt bằng chưa? Đóng chưa? Tôi chưa đóng đó. Chưa. Còn bây giờ mày có chịu đóng hay không? Tôi đóng đó. Mày trả lời chậm. Mẹ ơi mẹ. Mẹ ơi mẹ tỉnh lại đi mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ, mẹ tỉnh lại đi mà. Ủa? Mẹ còn sống hả? Còn mẹ, mẹ có sao đâu. Ủa sao lại chuyện nước biển? Phải nước biển đâu. Khi đang tôi lùi mà. Cà phê á. Thiệt ba. Nè. Uống thử miếng ngon. Ngon ngon. Ừ. Đường hơi nhiều. Mẹ không có bị gì hết á. Ủa sao mẹ phải làm vậy? Nhà mình bây giờ nổi gián không à. Con phải cẩn thận. Thôi con khóc lên đi. Tự nhiên khóc mẹ. Khóc lên đi, mẹ con mình tâm sự người ta không có nghe. Ừ, mà khóc nhiều hơi ít mẹ. Khóc nhiều lên. Khóc kiểu điện ảnh hay sân khấu á. Cái này mình chiếu YouTube. Con khóc theo kiểu YouTube á. Ồ, mà YouTube nó có hai bối cảnh lận. Khóc đám ma hay đám cưới mẹ. Sao mà con khờ dữ vậy? Chán còn thiệt á. Có nhiêu khôn mày khôn hết à. Nhưng không sao. Mày mới tậu cặp loa bá cháy Yvonne 50. Mở nhạc lên để át tiếng. Dạ. Được chứ mẹ. Được rồi, nhạc đó hay không? Loa hay không? Ừ, cũng hay. À, hay ha. Nằm đây đá với sợ. Khỏi phải làm gì hết. Mẹ, đến ngày mẹ còn giỡn rồi đó. Mẹ có biết con lo cho mẹ nhiều lắm không? Lớn vậy. Con phải lo cho mẹ lại chứ. Giờ chuyện quan trọng nè. Bây giờ xung quanh mình là nội gián, không biết ai là ai. Mày làm cái gì vậy? Con dò giấy số. Hả? Con tưởng nó giấy dò hả? Mẹ đưa con giấy dò mà. Trời ơi. Rồi có trúng không? Trật lắm. Đánh đề đi cho nó mau trúng. Dạ. Dẹp đi. Dục cái tờ giấy số đi. Cầm chặt tờ giấy đó.
Đây đi. Nghe này Dặn nè, tờ giấy này là mật mã két sắt con tới tập đoàn của mình. Lấy ra tất cả các tài liệu, cái đó là công thức làm kem của tập đoàn Hương Thị. Con gửi lên cho cục để người ta chứng minh mình không có sử dụng hóa chất bậy bạ, nghe chưa? Dạ. Nhìn thẳng vô mặt mẹ. Trên thế gian này con chỉ tin một mình mẹ mà thôi, không tin bất cứ người nào hết. Nhắc lại, không tin bất cứ ai hết. Đúng. Đi đi. Dạ. Không được tin ai hết. Alo Ra, em có cái này cho anh xem nè. Đây là công thức mật mã để chứng minh công ty mẹ trong sạch. Này, đưa anh coi. Không. Đưa cho anh. Không. Thì ra anh chính là bắt con bé lại.